ဟုတ်လို့မင်္ဂလာပါသူဒီညလကီ channel မှာမရှိ냐ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဆက်ချောင်းရဲ့ဆက်တက်တာနှောင်းမစက်တော့ဘောနော်မင်းဒါဒါဝင်နေမှာ ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ပြောပြမှာကတော့ခန်းနာ၅ခွက်ထဲပါ။အဲဒါကြောင့်မဲဆိုတော့အနေနဲ့ဒဲဟိုမှာခန်းနာ၆ခွက်တက်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ဘာလဲထည့်ပြီးတော့ကစားနေရပါတယ်။တော့ကစားနေစမ်းနေတဲ့ကစားခြင်းအမှုရှင်များလည်းဒီတွက်ဆိုင်ကလေးကိုပေါ့နော်ကြည်ပါတယ်နေတို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာတို့ဒီထိုးခြင်းနဲ့အမှုရှင်များရှိရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုငားရအစားတွက်ပက်လဲစေစားနေပတ်စားစားနေပေါ
ဒီစီတလုံးနဲ့ပေါင်းခြင်းကပေါင်းခြင်းတွေ့ပဲဖြစ်ရမှာလေတော့တော့မှတစ်ဖြတ်ခေယူပြထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပေါင်းခြင်းတွေ့ဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင်60ပြောတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီပေါင်းခြင်းဖြစ်အောင်ဒီမှာဖားထည့်ဖို့ရတဲ့ဆိုရင်ထိစင်းညာကငါးထည့်စီဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာစင်းနေပြန်ကျွန်တော်၄၅၃ဒီနှလုံးပေါင်းမယ်ဒုတိယတပင်ပေါ့ဒါဒုတိယတပင်မှာစင်းနေတဲ့
chases will be the winner bonnet. Better general Dima, the dia the Pinya was a down one, the dia the Pinya Prima, and the Dinah is the writer. Ned Donia, they don't know Bono, they are bad, they don't know Pongian, they chill, they are go ne, whoever not Halam, the Noro Dima, and said the Dina Halam, the Pinya Ubana, and said the Dina Halam, chasing a boundary, Pongian, they were cheap, and so on. Go she be happy to leave here, chasing Yara. มาแท็กซี่ตะลงสวาลีเจอถึงมาแท็กไปนี่บ่เนาะตรงลงมาแล้วตรีดีมาแล้วยาชิทาเลยถ้าเราแท็กซี่ไปยาชิได้แล้วนี่อะไรไปนี่ปะเลยเนาะอะไรไปอะไรไปหาตะลงนี้ไปยาทาเลยสรุปคนนี่ตรงเนี่ยเลยที่ตรงนี้กูบังเนาะที่ตรงนี้กูบังเนาะกูบังสิที่ตรงนี้บังนี่กูบังนี่คือเราที่จะเช่าเนี่ยเลยเนาะดูแต่พลังเนี่ยอะไรไปเนี่ยบังเลยเนี่ยบังสิกูแบบเสียไปมั้ยสรุปเช่าสิไปก็คือกูบังนี่เพียงมาอะไรไปนี่เนี่ยบ่เนาะตรงอะไรไปสรุปกูบ
đi đâu luôn bao lại đó ba lê ra lại xong nhá ba lê ra lại xong nó hay hại đi đâu luôn bao giờ ngã phi lốt đi ra lê này về từ ở thôi làm được bao nó lê ra này bao nhiêu từ đầu bao giờ này ngã về phía bên này xuống đi xíu bây giờ phi lốt ngã bao nhiêu phía từ đầu đi mà lê ra này này từ lâu mình không thấy lại được chẳng muốn ngã bao nhiêu này mà đi đâu thì lê ra xin nghe lại cái sai này bao nó cái đó nó thay tập bên mà xuống này bao nhiêu đồng nhà ngã đi đâu luôn bao nhiêu đi đâu luôn bao nhiêu đó không nhà đấy thì đâu luôn bao nhiêu không phải đâu cho nó đi ra cô này cho nó sẽ được gì nhỉ phải làm được không trả lời phải làm được cái gì nhỉ lấy ra nhiều bao nhiêu nào đấy bảo vệ sai gì thằng nhỉ không bao nhiêu là phải về làm được số cô chỉ biết ra thì đủ không bao nhiêu phải học số lấy ra nhiều ra sẽ lấy ra từ lâu xin phải làm được không đó thấy gì nhiều ra ngã thấy gì nhiều đấy lấy ra nhiều ra sẽ lấy ra nhiều được không đó cái đó lấy ra nhiều đi ra thì nó bây giờ cái sao đó nhỉ nó bây mai học cho nó phát cái này bây giờ nhà thằng này nó đi có sao đó được không đó thì nó nấu bánh mà ra giờ đó, hà lý giờ thằng này không không nhẹ thì đông đông của bao này bọn nó, thì đông đông của bao này đó vài giờ này xuống nhỉ, sáu giờ bọn thì đông đông bao trên sáu phía lộ biết, thì ba này sáu phía cầm này xuống, thì hai sáu này bọn nó từ việc phải làm này, nấu bánh này bao nhiêu đó, thì ở bên phải làm này nấu bánh này bao nhiêu đấy, sáu bao trên một chiếc điện này số lộ biết, mà thì nó là sáu bao nhiêu tiền luôn, sáu chỉ bây giờ, đông nhà bây giờ nó mới xin nghe luôn, thì mà lấy về sáu bao trên đấy chiếc điện này bọn nó, thì nó phải để mình thì đang đi về sạch bao này bọn nó. Ngã xe đông đi đông bong này đó, bong trên ngã chào bởi ai đó. Hay là đi ra lê nế, tu vệ phần làm nào bình nào bốn, bong mở xuống này đó, bong trên chào bởi chụp bởi ai đó, đi xì bị khả thử chào bong hình kia. Thế nào đi mà, ở bên này nhận bệnh lý, xin kể ra thế nào đi mà, chào bong như này là nàng bọn nó. Thế nào đi ở đó là lý dễ dạ về bọn nó, thì thế nào, cái giá em ở bên mà nó sẽ bị đồng chú ghi lại đó. Lê nế đông ngã đi đông bong nó, thả về lê xuống chào bong như này nhá. Thế nào thế nào đi mà, đi ra cô nế, đúng rồi, nó sẽ được chỉnh nhau vẫn phải làm được cho ta biết nhau nó bị cái này này bao nhiêu đấy, bao nhiêu á, sáu bao nhiêu một chiếc bia mà số đó, nếu cố chỉ bị ra thì được, sáu bao nhiêu tiền sẽ nó bị nhà đó,
ပါလုံးစင်းမှာချက်ပေါင်းနေနေမှာပါဆိုရင်ခုံပိတ်တလုံးစင်းပြီးမှာပဲ6ပေါင်းနေပြီးမှာဖြစ်တဲ့တက်တော့နောက်ပိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုံပိတ်စာရရတယ်ပြီးတော့ထိုးအောင်မယ်ခဏနဲ့ပထမအဦးဆုံးတက်ခွာခေးခံလိုက်ရတော့တက်ခွာခေးရဲ့စိုက်ကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တက်ခွာထပ်ပြပြရမယ်ဒီလိုစိုက်ခေးတိုင်းဒါတော့ပထမအဦးဆုံးတက်ခွာပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးတက်ခွာကတော့ငါးထဲရှေ့အလဲတိုင်းခ
ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမပြခင်မှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာကနော်ဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်ပေးခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်ကိုမှာပါခေါ်လာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနန်းမျိုးပေါ်ပေးနေတဲ့လေပြီးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုက်ကလေးတွေကိုမက်ဆေ့ချ်လို့မြင်အောင်မြင်အောင်ပြီးတော့တခါတယ်ချွေးညာထားခြင်းရှိရအောင်ပြပါတယ် ဒီထည့်ပေးထားတဲ့ဖိုင်ဘာနံပါတ်ကလေးကတော့3969689611ကိုခေါ်6800ကိုခေါ်လာတဲ့ဒီဖိုင်ဘာနံပါတ်ကလေးကိုမက်ဆေ့ချ်အနေနဲ့669ဆက်တဲ့ဒီဖိုင်ဘာနံပါတ်ကလေးကိုမက်ဆေ့ချ်အနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သူဒီခဏညာ3000ညာပေါ့နော်3000ခဏ2000ခဏညာထိုးလို့ရပါတယ်3000မှာဆိုရင်တော့အစ900ဆာပေါ့900ဆာနဲ့ပြည့်လို့ပေးပြီးတော့တိုးပတ်လဲစဲစားနဲ့အရောအစားလေးပြည့်လို့ပေးတဲ့အပြည့်ပုံမှာမက်ဆ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားလုံးမသိနေဒီကပြလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းပေးတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုမဲဆူရိုနေတဲ့ဒုတိယဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်လို့ရှင်မဆိုရင်တော့ဒုတိယအစားချက်စေစားပေးတယ်ဒုတိယမှာတော့900အစားအပြည့်ဝနဲ့ရရှိမြအကြောင်းမှမဲဆူရိုအနေနဲ့ကော်မရှင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဖွဲ့ကောင်ချက်ဖို့ထားကစားပြီးတော့ဒုတိယမှာရောဒုတိယမှာရောကော်မရှင်ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးခံစားခ
thật sao bỏ nó mấy cái đồ vậy hồi đó là con có một chuyện giao tiền nên là con đi đường mà chưa bỏ nó khỏi ra một mình chỉ đó khỏi ra cho hồi thằng cả sao vì là mình sẽ được tiền là nhà sinh nhà khuyên như thế nào đó thì cái sẹp như là cho nó chỉ là thu là mấy cái nhà đã thu ăn đại đẹp để chỉnh ngay được tâm điều ạ trong chi đâu nhà bảo thầm nhá nào với tiền đồ anh họ sang này nhà đó thì ra nông cho nó bà cả nông ăn họ khai trẻ đi qua này đi được tiền để tiếp tục đó anh chú lâu mà mình nhảy làm như này với bọn nó thì làm như này đấy đi được gì đó cho nên anh chú ra là lâu mà tham được tiền bảo nó cho nó cô đang này với làm thú làm như bọn nó cho nó bà cả này với làm như anh chị chế bà đấy nó chị chế bà đấy mình đang thằng này cũng mình đang đi vô về đấy như này thằng này cũng mình đi vô về bà đấy nó ai đó trong sách chơi những cái như suy đoán này có đâu cái nội hàm đấy cho nó anh em nhà này với vô thì anh chị bọn nó đâu cái này là sự anh sinh ra được cô dạy em chán đi bọn ai đó trong cho nó tài ban là cái này cái gì tôi ra là sửa đấy nó bị đó thì chú đi mà lấy được cái sai này cái sai này kêu đi mà lấy được cái bị được cho này nhà sửa này đấy nó cứ chơi đi cho nó cứ chơi như vậy trong cái sai lỗi này mà cứ chơi đi bọn nó như xem soi phim bọn nó mà mang cái này cái gì đâu cái này là sao đấy cứ chơi đi cái gì tôi ra là sửa này cô cứ chơi này là mấy cái này ai làm đấy cô này bọn nó xong phe quay về trong đàn này mới được yêu chị bà này thằng nó nói cho nó nói thật qua clip sẽ bị đập giang nữa nói thật qua cái cho nó đã bị clip đập giang trả bị hại bọn nó bị clip giả ba cái này giả thả lên sửa thì đâu thì má xem này thì nó long bao này thì nó long bao này đó đông nhà ông bị nhá ai đó cho nó thì má đông nhà bị phiền xuống thì đông nhà này tôi là thằng làm mình nó bị là bao này bao nhiêu đông nhà bị được chỉ cả một hố đông nhà chỉ bị đào nhá đông nhà bị phiền luôn thì má ba cái long người này xuống đông nhà bị cái long người xin này bọn nó đã đập thằng má thằng này tiền khôn này thì nó long bao nó cố thì nó long bao tiền cố phi lột thì khôn này tôi thằng làm mình nó bây giờ bao nhiêu đấy bao nhiêu cô và thì bây giờ mình sửa đó không xem video thì cô bao nhiêu tiền đó và từ đâu này xuống nên bây giờ lòng thì mình xem bây giờ được tao hiểu đó trong nhà bây nhiêu bây nhé sẽ đại bây giờ này bọn nó nên là đi đó sẽ cái gì á lấy chảo đi nên lòng bao nhiêu đó trong nhà bao nhiêu nhà đấy nên bao nhiêu trong nhà bao nhiêu thì được thì hàng ngàn này trong nhà sẽ được nhiều thằng làm cái đó bây giờ bây giờ bao nhiêu đấy bao nhiêu trong nhà bao nhiêu mình đi sai cái gì á chuyện này rồi ở trong ngã gì bây giờ thì ở trong nhà bao nhiêu tiền xuống nó bây giờ là ngã bây giờ lòng xem bây giờ ta sai cái gì rồi thế là thế gì nó lấy lại là đi đây mà gì lại như vậy nếu ngã thế xiêm bể miền nào bây giờ thì à đi đây từ đâu mà thấy không ra gì cả thì bây giờ ngã xin ngã rồi á khóa bù bỏ nó thêm mấy tập quẹt đôi khi ạ tập quẹt này nhé từ đâu ra đó tập quẹt thế sai thế thì nó ăn uống nhau với bây đây đặt cho bài ra đó vì đi sách chào nhà bỏ nó sách chào nhà sách đó là mình không sẽ đóng cửa bỏ nó nó sẽ đóng đi từ đâu khóa làm được bỏ nó anh em đi đó nhưng mà từ đó xin ngã đôi khi cái này thôi mà đi về cho xuôi nó từ nay bây giờ ngắm mình thì cái này thôi chẳng biết giá gì vào được nhá, do mà xin nó thế này thì giá nó khá nhiều cho nó mỗi lần đi này bây giờ đi này thì nó chủ đề gì đó bọn nó, cho nó này là cái này bây giờ ngắm được cũng được biết thà vào đấy, nào bây giờ nó được chủ đề cái này bây giờ đi cái đó mình đã khen mà xuống, sau đó này tổng xem mình được ba, tổng xem mình này mình đi khen mà xuống nó, đam em bọn nó mình đi khen mà xuống nó tổng này bây giờ ngắm mình thì bọn nó cái này thôi chẳng giá gì vào được nhá, thà rồi em bọn nó, rồi mới xin nhà anh đi lên về
đồng chí xây một biêu hoàn đấy là lâu càng chuyển đấy của nó là do xa lên xây chào chuyện này rồi là tôi tìm như là gì ấy phải bàn là bác sĩ đấy tông nhà cố chưa cố khó sau chuyện hình này cố không là thì phải bàn là bác sĩ của ta về vậy gì đồng chí xây một biêu hoàn đấy sau đó thì đó tôi đi cái này nhà đó tôi đi cái này nhà đó là thu bị áp lực là bảo đấy được cái này thì cũng là nhá là lâu tôi lâu càng một nhiều thay là mới sinh ra gì đấy thì cái này thì nhà phải cái này mình ăn luôn cố thu về phải có ở đây nhá ăn luôn mẹ trên bên như chuẩn bị ra để mới sinh ra được sinh ra được sinh ra như thế cho nên còn nó chả bên mà đây là tôi đi ngồi tôi đi ngồi hết bao giờ cũng chả bị gọi xin việc không mà sắp phải xài này sắp phải việc nữa xin sự tiền mà không